Xin chào bạn, bên mình lại tiếp tục về hàng. Một con máy nghe nhạc, kim, đồng hồ đeo tay thông minh nha các bạn. Đây là mẫu đồng hồ thông minh luôn, tại vì nó có thể kết nối với app điện thoại. Ngoài ra thì nó còn có thể là đo nhịp tim nữa các bạn. Rất là xịn luôn, mà giá thành đó, nó siêu rẻ, cực kỳ rẻ. Đây, cho các bạn xem. Thì đây bạn có thể nghe nhạc nè, đo lượng calo hoặc là quãng đường mỗi ngày bạn đi lại nè, đo nhịp tim nè. Còn cái cuối là kết nối được với app. Và lưu ý á, khi các bạn mà mua mấy máy nghe nhạc của Ruzu á, thì cái clip nào mình cũng nói hết đó là bạn phải check cái mã QR ở đây để đảm bảo đó là hàng chính hãng nha. Tại vì Ruzu nó bị làm giả rất là nhiều, nhưng mà nếu mà bạn mua bên mình á, thì các bạn cứ yên tâm về cái việc hàng giả hàng nhái, tại vì bên mình là bên phân phối của hãng Ruzu, bán rẻ nhất tại Việt Nam luôn, nên các bạn cứ yên tâm. Và độ uy tín của bên mình á, thì nếu các bạn mà có theo dõi bên mình thì chắc cũng biết là bên mình đang phân phối Ruzu được khoảng 10 năm rồi, gần 10 năm rồi. Đây, là sách hướng dẫn rất là dày và rất là chi tiết luôn, có ngôn ngữ tiếng Anh, dễ dùng luôn nha. Đây, ngôn ngữ tiếng Anh. Tiếp đến đó là nhân vật chính của chúng ta. Đây, con máy nghe nhạc của chúng ta đây nha. Hãng sẽ tặng kèm thêm một cọng dây sạc 500. Đây, dây sạc bằng 500, rất là tiện lợi. Dây đeo. Với cái dây đồng hồ này á, thì bạn có thể dễ dàng, nếu ví dụ mình nói ví dụ thôi, cái dây bạn bị hư đi hoặc là bạn bị rơi rớt mất đi, thì bạn có thể dễ dàng mua ở mấy tiệm đồng hồ, cực kỳ dễ dàng dữ lắm luôn. Nếu mà bạn muốn kết nối với app á, thì bạn chỉ cần quét cái mã QR ở đây và làm theo hướng dẫn là có thể kết nối được. Những lần trước á, thì Ruzu đã làm những con máy nghe nhạc có kiểu dáng đồng hồ như thế này rồi, nhưng mà hãng thì không nói nó là đồng hồ thông minh mà chỉ là máy nghe nhạc kim đồng hồ đeo tay thôi. Riêng với cái mẫu Ruzu M19 này đó, đây, Ruzu M19 cái hộp nó đâu mất rồi, mình cũng không nhớ chính xác lắm. Đây, Ruzu M19 phiên bản 16GB có Bluetooth 5.2 là một phiên bản đồng hồ thông minh. Một vài tính năng của nó là đếm bước chân nè, đo độ oxy trong máu nè, khi coi thời tiết nè, xem tin nhắn, trả lời tin nhắn, làm remote để có thể chụp ảnh từ xa nè, cái này gọi là đồng hồ bấm giờ. Tiếp đến là nhiều cái khác nữa mình cũng chưa có xem qua hết, có báo thức luôn nha các bạn. Đây, nhiều lắm. Đo nhịp tim, ở đây có đo nhịp tim nè. Nghe nhạc là tất nhiên là cái nghe nhạc là cái chính rồi. Đây, đếm bước chân, tiêu tốn độ bao nhiêu độ calo của các bạn cho một ngày, chế độ thể thao nữa nè, nhiều lắm. Thì các bạn cứ mua và trải nghiệm, tại vì con máy này nó rất là rẻ thôi, không có đến mức độ mà quá mắc đâu. Trên thị trường á, thì bạn có thể dễ dàng mua một cái gọi là đồng hồ thông minh khác cùng tầm giá với con này luôn, nhưng mà đổi lại á, thì bạn chỉ có một đồng hồ đeo tay bình thường thôi. Còn với con máy này thì bạn vừa có một đồng hồ thông minh, vừa có là một con máy nghe nhạc cho chất lượng âm thanh rất là tốt, tại vì nó có một chip xử lý âm thanh ở bên trong. Xin lỗi các bạn là đang quay thì lại bị cúp điện, nên bây giờ mình mới có thời gian để quay lại cho các bạn xem. Thì mặt sau nè, thì sẽ là cái chân 500 để tiếp xúc với cọng dây sạc 500 như vậy. Các bạn chỉ cần bỏ vô là nó tự động hít và tự động sạc thôi. Khi sạc đầy thì nó cũng sẽ tự ngắt, thì các bạn chỉ cần lấy ra và dùng. Còn cái tròn tròn như vậy có mặt kính á, đây là cảm biến để đo được nhịp tim. Với số tiền bỏ ra chưa tới 1 triệu, nhưng mà bạn đã có một con máy nghe nhạc chất lượng cao, một cái đồng hồ thông minh và có cảm biến đo nhịp tim luôn, rất là ngon và xịn. Ở đây thì chỉ có một nút bấm duy nhất thôi, đó là nút bấm tròn như vậy. Thì thiết kế của nó thì cũng giống như một cái đồng hồ bình thường hay là một cái đồng hồ thông minh ha. Ngoài ra nó sẽ có chức năng là khi bạn giơ tay lên thì mặt đồng hồ nó sẽ tự sáng. Ở đây thì giao diện đồng hồ của chúng ta nó sẽ như vậy, hoặc là các bạn có thể tùy chọn đổi mặt đồng hồ cũng được. Khi vuốt qua chỉ phải như vậy thì sẽ ra các giao diện. Tất nhiên là con máy này thì mới đầu nó sẽ là có ngôn ngữ tiếng Trung, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đổi ngôn ngữ luôn. Mình có kiểm tra thì trên con máy này sẽ không có chỗ để các bạn có thể tùy chỉnh ngôn ngữ được. Nhưng mà rất là đơn giản thôi, nó sẽ có 3 cách để các bạn tùy chọn được ngôn ngữ. Nhưng mà mình sẽ chỉ 2 cách thôi, tại vì cách thứ 3 nó hơi rườm rà một chút xíu. Cách thứ nhất là bạn lấy quyển sách hướng dẫn sử dụng ra và lấy cái điện thoại để quét cái mã QR code ở đây là xong. Hoặc đơn giản hơn là vào CH Play hoặc là Google Play, App Store. Đây, mình sẽ gõ cái tên app đó là David như vậy để kết nối. Ở đây thì mình đã kết nối rồi, bây giờ mình sẽ thoát ra đi. Thì ví dụ như bạn kết nối ha, bạn chỉ cần vô vòng thêm thiết bị là xong.
Nó rất là đơn giản và cực kỳ nhanh chóng luôn. Không có cái gì gọi là khó khăn rườm rà cả. Ai cũng có thể làm được. Chỉ cần mất khoảng vài giây là xong. Vài giây thôi chứ không đến 30 giây gì đâu. Rồi, ở đây nó sẽ có 4 mục ở, nằm dưới đây nè. Đó, thông tin cá nhân thì mới đầu thì nó sẽ yêu cầu bạn thiết lập hồ sơ. Đó là giới tính nè, sinh nhật, chiều cao, cân nặng, chiều dài, bước đi. Thì với cái này mình chưa có thiết lập gì hết. Mình chỉ đang làm clip để review cho bạn xem thôi. Ngoài ra, ở đây bạn có mục tiêu là mỗi ngày đi bao nhiêu bước chân. Cái đó là tùy bạn thiết lập ha. Và có muốn kết nối với Google Fit nữa hay không? Đây. Cái app này nó rất là đa năng luôn. Hồi nãy á, mình có kết nối á, thì khi kết nối xong, cái đồng hồ hay cái máy nghe nhạc này nó tự về chế độ tiếng Anh luôn. Không có cần làm gì hơn thêm nữa. Còn nếu ví dụ mình nói ví dụ thôi, nó không có chuyển về tiếng Anh á, thì ở trên app này bạn sẽ qua cái mục thứ ba này nè, nó có hình giống giống cái đồng hồ nè, và bạn vào cái chỗ khác. Cái app này thì tiếng Việt hoàn toàn rồi, rất là đơn giản, và bạn chọn đó là ngôn ngữ nè, thì bạn chọn là tiếng Anh là xong, dễ lắm, rất là dễ luôn. Và khi kết nối app á, thì bạn có thể cài đặt thông báo cho điện thoại nè, tin nhắn, Facebook, nói chung là các ứng dụng để các bạn có thể biết được là khi đi ngoài đường thì đồng hồ khi có tin nhắn hay là có thông báo gì đó, đồng hồ nó sẽ rung lên để cho các bạn biết. Hoặc là tìm kiếm thiết bị nữa nè, có báo thức nè, có làm remote để có thể chụp ảnh từ xa nè. Và vô mục khác này thì còn cực kỳ nhiều luôn. Đây, ở đây thì để mình xem báo giá gì nữa, là báo giá hàng ngày, rồi có kiểm tra được thời tiết, nhiệt độ, sức khỏe, là bạn có thể đo nhịp tim cả ngày hay là cái gì đó thì tùy vào bạn chọn. Chu kỳ kinh nguyệt nữa luôn, rồi chu kỳ sinh lý luôn, rồi quá trời nhiều luôn, cực kỳ nhiều. Ở đây thì đây, khi mà sử dụng á, thì số lượng bước chân mỗi ngày bạn đi nè, giấc ngủ bạn ngủ có ngon hay không, ngủ được bao nhiêu tiếng nè, nhịp tim của bạn nè, BP là cái gì đó mình cũng chưa biết luôn, đo độ oxy trong máu, cái này là chắc kinh nguyệt quá, còn này là cân nặng, nhắc nhở uống nước nữa đó. Rồi rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến về con đồng hồ này nhé. Khi bạn vuốt qua bên phải á, thì vào cái trình ví dụ như nghe nhạc nè, còn cái dưới là mình chưa coi nó là cái gì ha. Rồi đồng hồ báo thức nè, bấm thời gian nè, các bạn có thể bấm thời gian rất là dễ luôn. Đây. Thì máy này nó sẽ có cảm ứng nha, và có điện lát ha, để mình xem nó là cái gì. À, cái này gọi là kiểu như là bạn muốn tìm đồ vật gì đó, khi mở cái này lên thì nó sẽ tăng độ sáng màn hình lên thôi để giúp bạn tìm. Và đây là tìm, đây có chữ find nè, là tìm thiết bị nè. Và ở đây là sẽ có, hiện tại nó sẽ có 3 loại mặt đồng hồ. Đây, loại thể thao, loại đồng hồ cổ điển, hoặc là loại này là loại gì đó mình cũng không biết rành cho lắm. Thì với hãng thì có nói là cái mặt đồng hồ này nó sẽ được update rất là đơn giản thôi. Ở ngoài ra phần trong phần cài đặt nó sẽ còn có thêm là tăng giảm độ sáng của màn hình nè, rung hay không rung nè. Rồi đây, cái nút này nè là nút nguồn, kim luôn, nút trở về kim luôn, là cái nút để tăng giảm âm lượng luôn ha, nhiều lắm, ở đây nó rất là nhiều. Đây, để bước chân, theo dõi sức giấc ngủ, cái gì nữa, hồi nãy trái tim, là đo nhịp tim, chế độ thể thao, nhiều lắm, nồng độ oxy trong máu, thời tiết, xem tin nhắn, và store là chụp ảnh. Chụp ảnh có nghĩa là kết nối với điện thoại để bạn chụp ảnh từ xa ấy mà. Rồi còn nếu mà vuốt qua bên trái là để xem về các chỉ số, ví dụ như bước chân hoặc là độ calo mỗi ngày, kéo xuống là mấy cái tỷ chuẩn nhanh như vậy. Còn vuốt lên thì sẽ là tin nhắn thông báo. Rồi đây là gần như là một cái clip mà mình phải tìm hiểu và mất thời gian nhiều nhất trong tất cả các máy nghe nhạc mình đã từng làm luôn á. Tại vì nó quá nhiều tính năng đi, quá nhiều tính năng thông minh mà kết nối với app ấy, thì nó rất là nhanh gọn, cực kỳ nhanh gọn luôn. Mà nhiều tính năng quá, cực kỳ nhiều. Bạn có thể xem thêm vào sách hướng dẫn sử dụng ha. Còn nếu mà bạn muốn mua con máy này hoặc là bất kỳ con máy nào của Ruizu á, thì các bạn cứ liên hệ với mình qua số điện thoại như trên màn hình, hoặc là fanpage bên mình để đây. Liên mua hàng được miễn phí vận chuyển, mình sẽ để bên dưới. Rồi, xin chào các bạn.